Lên đầu tiên thì chắc dễ thôi, nhưng tại sao bạn Duy Quốc thì không được? Sao này Rồi. sao này mời tôi Cứ sẽ chắc làm vừa vừa nãy máy nó treo nhỉ? máy vừa nãy quay nó treo thôi, máy nó cứ dừng hình suốt, hiểu? Tức là nó nóng qua máy còn nó treo. Vâng. Nhưng mà tôi thì tôi là thế này, vừa nãy tôi thực ra tôi đã đang nằm nghỉ rồi, nhưng mà tôi thấy mấy cái câu nó ngứa tai quá, nói thật. Sao chúng chúng nó cứ hay thích đưa ra những cái câu nó vừa ngứa tai mà nó vừa không có sự thật, hiểu không? Đấy, Không, mình phải nói bây là giờ đây cái quan điểm của em như anh Lân này, mình cũng phải mời những người bên đối lập này, người ta không lên xem có, là cái tư tới tưởng nhất đấy trí, thế tới nhất nào. trí. Ok, quá. Thế Không nhưng vấn kiểu đề gì cái này cả. này cũng Mình như ông phản biện nội tốt, là chả có vấn đề gì cả. Quá. hôm nọ tớ sẵn sàng tớ mời lên cái cậu ấy lên, nhưng mà khổ cái là nó nói, tức là nó không có trình độ thì mà nó cứ đi thích tranh luận vớ vẩn, hiểu không? Nó Vâng. nói thật, ít nhất là nó phải có một chút trình độ. Mà xin chào cả nhà, quên, xin lỗi, chưa chào cả nhà nhá. Thế thì mình phải nói thế này, nếu mà mọi người còn nhớ ấy, thì tôi đã làm một cái băng, tôi đã làm một cái clip ấy, là cái Cali Today của Nguyễn Xuân Nam Đúng rồi. đã kêu cứu cho 180 gia đình bị Mỹ nó sắp bị nhà cầm quyền Đuổi nó sắp ra. đuổi ra đường đấy, trong đó có 90 gia đình người Việt Nam mà toàn người già, mẹ phóng sự làm toàn người già khổ rồi, ăn lương thất nghiệp rồi, đã ăn lương bây giờ lại khóc khóc lưu mếu, và bây giờ nếu mà không không có, nếu mà bị đuổi ra đường thì không biết là ở đâu, ở bên Mỹ ấy. Tôi thấy bảo ở bên Vâng. Mỹ là đến đúng cái ngày ấy là ra, chứ không có cái chuyện như ở Việt Nam ấy, còn bảo là nếu mà nói khó có khi, hoặc là trông ấy có khi người ta lại còn để thêm cho một thời gian, chứ ở Mỹ là đã đều thông báo là ra. Thế về sau coi như Nguyễn Xuân Nam nó lên tiếng nhưng mà cũng không được, về sau là chỉ có được bằng cách này này, tức là Nguyễn Xuân Nam ở cái đài Cali chỗ đây đó là kêu gọi và cộng đồng người Việt bên ấy có quyên góp để hỗ trợ cho các cụ một ít tiền để các cụ đi thuê cái nhà khác đấy, thì về sau thấy bảo có vẻ tương đối ổn. Nhưng mà có cái là qua đây thì mình phải nói này, cái thứ hai đó là một mình làm một clip đó là những người Hamlet ở Mỹ, thì ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có Hamlet, thế nhưng mà nó thực ra nếu như mà xem ở trên trên các cái chính cái bắc các cái băng quay của Mỹ thì xem ở trên ý, nó người Mỹ nhiều Hamlet hơn Việt Nam rất nhiều, tức là Việt Nam mỗi mình quốc hình như bây gia giờ gần như là chưa phải 100%, nhưng em nghĩ là hiện nay cũng hết cơ gọi là 98-99% mình ạ. Thành phố Hồ không Chí Minh phải nào vì không thế có này, người tôi nói thế có này người nhá, tức là mình xem cái băng của cái hội ở bên nó quay, chứ không phải là bảo mình quay thì bảo là còn còn ấy, nhưng mà cái hội bên nó quay mình lại xem rất nhiều đấy, thì tức là có cả một cái đoạn sông rất dài là người Hamlet ở, hiểu không? Thế rồi đã tức là rồi cái người Hamlet của Việt Nam thì còn khổ hơn, thì còn phải chui vào trong các cái vườn cây mà nó chặt, nó không khác gì mà cái cách thời đây thời bao cấp, nhưng mà những cái người đi cái bới ở cái bãi rác Tam Đa, ở dưới chỗ nhà tớ có cái bãi rác Tam Đa đấy, là đấy người đi bãi rác bới rác xong người ta chẳng chịt cái ni lông người ta ở, thì cái Hamlet Mỹ bây giờ nó là như vậy nhá. Hiện nay mình còn rất nhiều tư liệu, mình rất muốn làm những cái bài phản biện, nhưng mà vì vì là bây giờ nó đang có mấy cái vấn đề nóng, ví dụ như này nhé, có đứa nó hiểu không? Có đứa nó ví dụ như Việt Nam xảy ra một vài cái tai nạn hành y chết người, ui rồi nó ngoài bài chiếu cộng sản đến loại kia, nhưng hiện nay tôi đang có một cái tư liệu này, một con y tá nó làm chết hơn 1.000 bệnh nhân đấy, hiểu không? Làm chết hơn 1.000 bệnh nhân chứ không phải của Mỹ đấy. Hoặc là bây giờ tôi đang có cái tư liệu là vừa rồi là ở Hải quân Mỹ một vụ tham nhũng cực lớn, và vừa rồi bắt thêm 9 sĩ quan của Hải quân Mỹ tham nhũng đó. Nhưng tức là mình, tức là ở đất nước người ta, mình không phải là mình muốn kể ra, nhưng mà những cái đó là nó là chuyện rất bình thường trên thế giới. Mình đã nói rồi, ông chủ tịch FIFA ông Blatter đúng không, còn viên đút lót của Tôi Nam cũng Phi có của tham châu nhũng châu Phi để cho tổ đưa cái giải bóng đá về đấy đúng không. Ông Thaksin là tỷ phú rồi, đến lúc chỗ đỗ thủ tướng bây giờ còn chạy vì tham nhũng, em bà em lên thì ra vẻ ra đây rất là công minh chính đại rồi, bây giờ cũng chạy vì tham nhũng, hiểu không? Tức là thủ tướng nói thật, Malaysia vừa rồi anh thấy thủ không, tướng Malaysia, thủ tướng vừa rồi Malaysia bây giờ còn đang, nó còn đang tìm thấy đâu bảo 70 cái tải tiền và túi tiền ở trong nhà mà không biết là kinh không khủng không luôn. không rõ nguồn gốc, hiểu không? Đấy, và vì vậy cho nên mình mới nói là cái con người ta nó vốn sinh ra nó đã tham rồi, cho nên là khi đến cờ đến tay là phất. Đấy, thỉnh thoảng ở đây có những người vào nhà mình chơi cứ bảo mẹ thằng nó lên cán bộ đồ để nó tham thế,
và ông đừng chửi nó. Ông bây giờ mà lên đấy ông còn tham hơn nó, chẳng qua ông chưa có cơ hội thôi. Cho nên là cái con người ta nói là cái lòng tham. Cái thứ hai là nếu như ở cái đất nước nào họ quản lý chặt chẽ thì cái nó ăn cắp nó cái nó giảm bớt đi thôi, chứ còn thực ra là không. Con người Không ta, hết, tôi nói không bao giờ xin hết. lỗi cả nhà nhé, chúng tôi vẫn cứ nói với nhau một câu này này: bao giờ chó đã phải chê cái kia ấy, thì con người nó mới chê của đấy. Thế vì vậy cho nên là nó là cái chuyện lòng tham của con người nó là vô đáy. Mà tôi chỉ thấy có một cái điều như thế này này nhé, bằng nguyện với tất cả bà con này nhé, tức là có những con người nó giàu gấp 1.000, 100.000 lần thôi, nhưng mà nó vẫn tham. Thì tôi không hiểu là nó tham để làm cái gì đấy. Tôi không hiểu. Ví dụ như tôi nói trường hợp như này nhá, chính cái sự tham của nó mà nó làm mất hết tất cả những cái danh dự của bản thân với gia đình nhá. Ví dụ như là tên Vũ Huy Hoàng. Ô, cậu biết bằng Nguyễn biết Vũ Huy Hoàng là làm cái gì không? Biết bộ 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 trưởng bộ công thương anh. Bộ trưởng Bộ Công Thương đấy. Thì tớ xin khẳng định nhé, cái thời gian lão ấy ở đấy là cái Bộ Công Thương nó bi bét nhất vì tham nhũng. Tức là đấy, kể cả Trịnh Xuân Thanh các thứ là nằm trong đường dây của hắn hết đấy mà nhá. Đấy, thế nhưng mà nói tham đến cái mức thế này, mình nghĩ là cái đời mình nói chuyện với cái hội ở báo báo an ninh thủ đô ấy, nó bảo là cái đời ở nhà ông ấy nhá, đến đời chắc ông ấy ăn chưa hết tiền đấy. Thế nhưng mà lại vẫn cố nhét cái thằng con 25 tuổi vào làm vụ trưởng. Thấy không? Đấy, xong bây giờ về sau xấu hổ qua, về sau đến lúc mất chức một cái, xong báo chí nó lên tiếng lại nói, lại cãi những cái câu cùn như này: tôi có ký cho con tôi đâu, đấy là cái bà phó tôi là ký. Rồi cái nói câu tớ ra, tôi có ngồi trước mặt thì tớ giúp cái dép tớ vả cho cái ra mồm mẹ bà mà không sợ ông bà có ký không. Tớ nói rồi, đợt ý mình còn đang làm ở bên bên cái trang Nguyễn Tấn Dũng nhé, làm cộng tác viên đấy nhé. Tôi còn viết một bài tôi bảo là này: ông Vũ Hoàng ạ, nhá, theo tôi ấy, là ông hãy giúp giúp con ông về ngay đi để cho bảo vệ được cái danh dự của bản thân ông và gia đình nhá. Còn tôi chỉ nói với ông một câu như này này, nói về luân thường đạo lý, thằng con ông ấy nếu nó không phải là con ông nhá, thằng con ông mà nếu nó không phải con Thì ông sinh ấy cứ nói thì thì rất thì có cái tin thì rất chính xác. hiểu không? Thằng con ông ấy mà nếu không phải con ông ấy thì xin vào làm quét rác ở cái cơ quan ấy, còn còn người ta còn không nhận. 25 tuổi đâu đi học thì học thì học cái kiểu gọi là cho đi sang bên Anh học cái kiểu gọi là đóng tiền ấy, tức là trình độ rất kém, rất dốt. Thế mà ui rồi con tôi nó làm việc theo năng lực với cái cấp dưới tôi, nó bổ sự nhiệm chứ không phải tôi bổ nhiệm đâu, tôi có ký đâu, ai nữa vân vân thế nọ thế kia, mình nghe nó ngứa tai lắm, hiểu không? Đấy, xong rồi sau tự thằng ấy phải xin rút đấy nhá. Tức là tự thằng ấy mới xin rút. Thế chính vì vậy cho nên mình mới nói là thực ra thì các lão nó không biết nghĩ. Vâng. Ví dụ như bảo bây giờ thế này, theo tớ là lão phải như này này: lão về nó nâng đỡ cho một cái thằng phó nào đấy nó lên, xong bảo mày phải bồi dưỡng cho thằng con tao thì ít nhất nay mai nó phải 35 40 tuổi, đúng không? Thì hắn nhắc nó vào thì nghe có lý, 25 tuổi lên làm vụ trưởng, tôi nói không có một thằng nào nó phục cả nhá. Chẳng qua lúc ông còn đương chức thì nó chấp nhận, nhưng ông về là chắc chắn là nó hất đổ, đúng không? Làm gì có cái chuyện thằng vắt mũi chưa sạch. Ô, mình nói cái câu nó đau là mình bảo con ông ấy, thằng con ông ấy nếu không phải con ông nhé, bây giờ nếu như một người bình thường bên ngoài bảo, tôi nố xin được vào làm quét rác ở cái cơ quan này đấy, thì chưa phải nói lại còn làm được đến chức vụ trưởng. Tôi nói Cho anh nên là như này, tôi nói anh với tất cả các bạn này, cái tham nhũng ở một đất nước nào cũng có, vấn đề nhiều hay ít đứng thôi. nước Ví nào dụ, nhưng Việt Nam mình ấy, thì hiện nay tôi nói anh tham nhũng rất nhiều, nhưng ví dụ như cái chuyện ví dụ mình đánh tham nhũng hiện nay như Đảng và nhà nước mình đang quyết tâm mình đánh thì nó sẽ bớt đi thôi anh ạ. Mình chỉ mong muốn không là bớt cái nó thôi, bớt đúng rồi. nó bớt Thực đi thôi, chứ ra hết thì không bao giờ hết được. Vâng. tôi nói anh mới nói với bà con thế này nhá, tôi là một con người rất theo dõi tình hình xã hội. Thực ra đến bây giờ các quan chức không dám ăn trắng trợn cái cạnh đây khoảng 1 20 năm nhá. Đấy, thực cái cách đây độ 1 20 năm cơ, thì lúc ấy cái đất nước mình nó mới mở cửa, nó chưa có một cái Đúng sự quản lý chặt chẽ, chưa có sự theo dõi, báo chí chưa lên tiếng rồi. mạnh như bây giờ. Chính vì vậy cho nên cái thời gian ý mới là cái thời gian bọn nó tham nhũng khỏe. Chứ còn bây giờ anh thấy nhá, chỉ động một tí thôi là báo chí nó làm ầm ĩ lên, mất hết cả nghiệp, mất hết cả mọi cái. Cho nên bây giờ thế rồi, ai nữa là nhà nước bây giờ cũng, trước đây nhá tôi nói rất hiếm có mỗi một cái ông Hải ấy, là ông bộ trưởng bộ năng lượng là phải bị đi tù, tôi nhớ. Còn mãi có đúng một ông ấy là duy nhất ông bộ trưởng là phải đi tù. Thế nên bây giờ thì bộ chỉ, ủy viên bộ chính trị đi tù rồi. Cho nên là bây giờ khi mà ông Thăng bị xử như thế
những ông bộ chính trị khác mà muốn ăn quà, cầm quà, ăn quà mới ký lệnh các thứ là phải chun chứ, đúng không? Thằng giỏi như thế mà còn bị bang thì mình làm sao mà chủ quan được đấy. Tức là chúng ta phải hiểu là chỉ sợ, tôi nói thật là này, chỉ sợ cái đảng, những người lãnh đạo đảng họ không chống nước, chứ nếu họ chống thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Nhưng mà như Chấp ông nhận. nói, bác Trọng nói nhá, bà con cứ phải từ từ, chứ bà con lại cứ muốn là ông Thăng là phải đi tù ngay. Bây giờ chúng ta phải làm theo cái trình tự là ông đang làm chức như vậy thì bây giờ phải cho ông xuống một cái chức phó ban gì đấy, hiểu không? Thế xong rồi cùng lúc ấy thì bên công an họ hoàn chỉnh hồ sơ, thế rồi dần dần mới cho ông ra khỏi đảng, kỷ luật đảng và vân vân, rồi cuối cùng đấy, tức là cứ phải từ từ chứ bà con đừng có sốt ruột đấy. Thì mình nghĩ rằng cái bác trả lời cái câu là rất đúng. Vâng, xin Và lỗi anh Lân này, em cứ nói cái vụ ngày xưa chắc anh cũng hiểu rằng ngày xưa có cái cuốn tiểu thuyết là Đứng Trước Biển đấy, nói về một cái ông, tức là người ta chỉ cần nói ý một ông gọi là thứ trưởng bộ thủy sản thôi đấy, thì là đã coi như mọi người đã sướng lắm rồi, ầm ĩ này, dặm này, coi như báo chí sách vở cũng dám nói những tầm cỡ thứ trưởng đã là ác liệt rồi đấy. Nhưng bây giờ tôi nói anh, ủy viên bộ chính trị là trung tướng công an rồi, cựu coi như là chủ tịch Đà Nẵng hai đời, đúng không? Đều bị bắt giam và đi tù hết, cho nên cái cuộc bây giờ chiến chống bí tham thư Thanh nhũng Hóa, à, đấy cái vâng. thằng bí thư Thanh Hóa là cái tôi tự mình cho là cái thằng nó nhà nó đến ngày mai, hiểu không? Tức là hôm hôm mình đọc một cái bài báo nhá, báo báo giấy in là nói chứ không phải là báo mạng đâu, thì cái con bồ của nó ấy, 29 bây giờ hình như là 32 tuổi này, nó hiện nay nó đang có 5 miếng đất đẹp nhất ở Thanh Hóa, 3 miếng ở Hà Nội, ba ba nhà ở Hà Nội, cái con bồ nó nhá, và ô tô là đi toàn những cái loại xịn, hình như có 4 5 cái ô tô loại xịn. Thì tôi nghĩ rằng cái này này thôi bù đắp cho nó như thế vì nó đẻ cho thằng ấy còn được thằng con trai, mình nghe đâu là như thế. Ừ thì nhưng mà bù đắp là thế thôi, bây giờ lại còn từ một cái con không có bằng cấp gì là cái con vào để xin làm, vào làm tạp vụ, tức là quét dọn ở trong ấy, mà bây giờ ông lại định đưa nó lên làm trưởng phòng thì làm gì mà cấp dưới nó chả 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 tức, đúng không? Nhưng cái đứa nó có ăn có học, nó đã làm ở đây rất lâu rồi nhá, nó lại nhiều tuổi nữa, ông ấy để định định dúi cho con ấy lên nó tranh mất cái chức trưởng phòng của nó thì làm gì nó chả cay, nó chả nó, bằng mọi giá nó phải đánh đổ không đấy. Cho nên tôi đã bảo thằng ấy nó đến ngày mặt vận, chứ còn nếu nó cứ thôi cứ thắc quắc cho con ấy đi, tiền bạc về lấy xong cái biệt thự rồi như thế thì xong ít nữa về mà sống với nó thì là ổn. Nhưng mà tại sao chúng nó không nghĩ ra được khi nào đó, chúng nghĩ rằng nó không nghĩ là nếu bây giờ mà mình đưa cố tình đưa cái con này lên nhá thì dứt khoát là mình sẽ chết, không ai xã hội người ta để cho như thế cả Không, đấy. cái quốc khánh này, cái vấn đề là mình nói sự thực xã hội mà nói chung cho những người Việt Nam mà ai cũng biết thôi, chứ chứ chẳng cần Chuyện này ác không liệt có xấu ta gì cả, phải nói báo cáo cho người xem lưng đúng cái gì. rồi, Bởi không tớ nói thật nhá, tớ rất tiếc thì là bây giờ bọn ba que sổ lá nó nhiều với bọn giặc đạo, chứ còn nếu không có tớ sẽ quay sang tớ oánh tham nhũng và tớ vạch mặt từng từng lão một như kiểu lão Vũ Huy Hoàng. Sợ gì mà phải cáo cho người xem lưng, phải nói chúng nó không thế ấy, để cho tớ mình tin vào. là người dân, mình những cái gì sự thực mình nói Như ra. vậy bà con mình quý nhá, chứ còn đừng có bao biện cho cái cán bộ cái đảng của mình, đừng có nói, đừng có thế nhé. Hôm bây giờ tôi nói kinh nghiệm này bà con nhé, thì hôm mà bọn Bình Thuận nó biểu tình đúng không, thế sau đó là nó đang kêu gọi cái ngày 17, thì cái ngày 16 tôi lấy hình ảnh các cái xe đặc dụng của cảnh sát mà diễn tập ở trong cái phòng chống này, tôi bảo, tôi nói một bài, tôi bảo là những xe chuyên dụng này đã được chuyển vào Bình Thuận, hiểu không? Thế xong có ông này có ông nhắn đi đi, ôi dù anh nói thế thì người ta lại chú nội lên án là thật không, anh nhầm, thế nào người ta gọi là răn đe, thứ nhất là tôi đưa những hình ảnh những thằng bị bắt bị trói nằm ở trong cái sàn nhà lên để cho chúng nó nhìn, chúng nó khiếp. Thứ hai nữa là tôi đưa cái hình ảnh các cái xe chuyên dụng lên, tôi chả biết có chuyển vào không nhưng tôi cứ bảo là nghe đâu là đã được chuyển vào Bình Thuận rồi. Thế xong rồi lại đưa vài cái hình ảnh mấy chiến sĩ dắt chó, một cái bọn biểu tình nó sợ nhất chó, nó tất cả hiểu không, nó sợ chó lắm, thế chứ người nó không sợ vì chó là nó cứ cắn thôi chứ nói thẳng như thế, người thì cứ còn tránh còn đấy. Mình đưa lên như thế có ông lại bảo Vâng, không, bảo thế. em nói anh Lân này, như cái vụ mà cái hôm mà bắt thằng thằng Trần Đức Bình ấy, mà ở Nghệ An ấy, xe bọc thép này, các loại xe này, rồi lực lượng các thứ, người ta cứ giễu đi giễu lại, chẳng qua đấy là răn đe đấy cho cái bọn mà đấy biết rằng là đấy, cái lực lượng của chúng tôi coi như mạnh như thế ở Nghệ An, mạnh như thế đấy, nhưng mà đối với đấy tôi chưa thèm làm,
mà nói chung là đến một Đúng. cái giới hạn đỏ đỏ nào đó đấy anh, các bạn thấy hôm buổi tối cuối cùng giông bão các thứ ấy, các bạn thấy cái lực lượng cứ đi qua đi lại, cứ đi qua đi lại xe rồi là các lực lượng đúng không, cái đấy là răn đe đấy Thực chứ. ra ok, mình về mình nói thế này nhá. Ví dụ như mình nói về bình diện quốc tế, Việt Nam mình mua rất nhiều vũ khí hiện đại, nhưng có khi không dùng đến rồi đến thời kỳ nó hết hạn là phải vứt bỏ. Nhưng mà như thế mới là tốt, nhưng nếu không có thì bị xâm lược, đúng không? Ông Thủ tướng Ấn Độ ông đã nói một câu này, nhé, chúng ta phải trang bị cho đất nước mạnh về quốc phòng, mạnh về vũ khí thì chúng ta mới giữ được hòa bình. Đấy, vì vậy cho nên là phải có răn đe cái những cái tên lửa của Việt Nam hiện nay ấy. Nhé, tại sao Việt Nam hiện nay là công bố là đã mua được cái loại tên lửa nó tên lửa kia, tức là có thể với được tầm 300 km đến 500 km, tức là gì, với được đến Bắc Kinh, với được đến đảo Hải Nam. Đấy, đấy là cái răn đe chứ là gì, mày bắn tao, tao tao bắn mày. Đấy, đúng không? Cho nên chúng ta cứ phải nói. Còn ai nữa là nói với các bạn ở đây này nhé. Chúng tôi lên đây là chúng tôi đã nói hứa với bà con từ đầu là chúng tôi trung thực chống cái xấu. Cái xấu này nó có cả trong nước chúng ta cũng phải chống. Chứ không phải là cứ chúng ta có cái gì xấu xa thì che đi thì không phải cáo cho người xem lưng nào. Tớ nói thật, nay mai mà bọn Ba Que Sỏ Đá nó yếu đi, nó không còn, hoặc là bọn giặc đạo nhé, tớ sẽ quay lại, tớ tiếp tục chiến đấu với cái bọn tham nhũng ở trong nước. Nói thật Nếu mà mà tớ anh đã có nói các hồ sơ hay cơ sở thì anh cứ vẫn cũng làm thôi, không có vấn đề gì cả. không có vấn đề, nhưng không qua bây giờ thế này này, vì mình đang nghĩ rằng cái bọn kia nó nguy hiểm hơn vì mình không có thời gian, hiểu không? Chứ còn tớ nói thật mọi người hiểu này này, tất nhiên với làm những cái việc đó nó rất là mạo hiểm, chơi dao dễ bị đứt tay, nhưng mà nếu như anh cứ nắm được, anh tìm được những cái tài liệu chắc chắn như kiểu ông Nguyễn Thanh Sơn ông nói Việt Nam Cộng Hòa được Liên Hợp Quốc công nhận đấy, nghe với ông bắt tôi đi, ông cho người bắt tôi đi hả, tôi nói rằng ông là thằng xuyên tạc lịch sử đấy nhá. Cho nên chúng ta không sợ nếu chúng ta mà có sự thật Đúng, cơ đúng bản nhất rồi, là phải nói chắc thì chắn này. mình nói vấn đề chống tham nhũng, ông chống tiêu cực, ông phải có cái dẫn chứng cụ thể đúng không, chứ còn bây giờ ví dụ mình đang tự nhiên là mình bắt đầu chửi ầm lên thì mình lại can can cái tội coi như Tôi là không. nói với bằng nhé, bằng Nguyễn nhé, Dạ. vấn đề ông Vũ Huy Hoàng rõ chưa, vấn đề bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa rõ chưa, tất Vâng, cả các những báo cái gì chí rõ đang ràng ầm ĩ lên rồi chứ không phải là mình nói bừa đâu nhé. Vì vậy cho nên là mình dựa vào những cái chứng cứ có thật ấy để mình, những tờ báo là những tờ báo mà nó đã có uy tín, nó có trách nhiệm, nó đang, chứ không phải là báo giá cả. Cho nên chúng ta phải hiểu. Còn cái ông Nguyễn Thanh Sơn ông nói rõ trong cái buổi phỏng vấn của Phố Hôn Gia TV là hiện nay tôi vẫn đang giữ cái clip. anh Lân Mà sẽ có điện thoại. Bây hả? giờ nhé, em xin lỗi anh Lân với tất cả các bạn này. Ví dụ là về cái chuyện cá nhân này. Ví dụ vừa rồi ông Lê Mạnh Lương, anh hùng Lê Mạnh Lương đúng không? Ông ấy, cái chuyện ông chụp ảnh chung với bọn dân chủ này, ông ngồi với một số nhà văn coi như là có vấn đề nọ vấn đề kia này, đúng không? Và thứ nữa là ông làm chủ biên cái cuốn mà coi như là Gạc Ma vòng tròn bất tử. Tôi nói với tất cả các bạn, đó có những dẫn chứng đàng hoàng rồi. Anh em tôi, anh hùng chúng tôi cũng coi như lên phản bác anh ấy. Mà tôi thông báo các bạn nhé, vừa rồi cái nhà xuất bản, cái cuốn mà Gạc Ma vòng tròn bất tử đã ngừng xuất bản cái cuốn đó rồi, đúng không? Đứng xuất Thì bản nói và chung là thông chúng tôi báo không hẳn anh nhé, có sợ gì. ông giám đốc Đấy. đứng ra là dừng xuất bản, không cho bán nữa, để chỉnh sửa, và chỉnh sửa xong thì những bà con nào đã mua những cái quyển ấy rồi sẽ được đổi mới. Đấy, nó thông báo rõ như thế nhá. Cái thứ Vâng. hai nữa là không phải bây giờ tôi mới nói ông Lê Mạnh Lương đâu, mọi người nhớ cách đây khoảng hơn một năm tôi đã có một bài nói về ông Lê Mạnh Lương rồi, sau nhất đến cái bài thứ hai là bài của đợt ông ấy ủng hộ bỏ chữ Ngụy. Tôi còn nói thẳng như này nhé, trước đây chúng tôi tôn trọng, chúng tôi tôn thờ ông bao nhiêu thì đến bây giờ ấy, nó lại xuống vực thẳm bấy nhiêu. Nhưng ông đã vứt tất cả những cái hào quang của ông vào thùng rác nhé. Đúng anh Tư, chúng nó bây giờ nó rất xâm độc, nó đánh vào tất cả những cái gọi là các mặt Đúng rồi, của Việt Nam ông mình. các ông chóng quên quá nhờ, kẻ thù nó bắn cho ông mất một mắt, đúng không? Kẻ thù nó bắn cho bao nhiêu đồng đội ông ngã xuống chính tay ông phải chôn, đúng không? Thế mà các ông chóng quên quá, các ông chóng quên lắm, nói thật như thế. Chúng tôi mặc dù không đi bộ đội, mặc dù chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, nhưng cái những cái mối thù mà tôi đã, ví dụ như bản thân bàn tay tôi phải đi nhặt thịt người ở trong bom B-52 thì tôi nhớ không bao giờ quên nhé. Chúng ta nhớ đây không phải là để chúng ta khắc sâu hận thù, nhưng chúng ta phải nhớ rằng kẻ thù lúc nào nó cũng rất là dã man với dân tộc chúng ta,
và chúng ta không được tha thứ cho nó. Nói thẳng như thế, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với họ. Nói chỉ chủ quan một tí thôi là bị chết đòn ngay. Đừng nghĩ rằng bỏ chữ nghĩ đi là chúng ta hòa hợp dân tộc, chúng ta coi như là tỏ ra cái tấm lòng nhân đạo. Nó anh mà cứ lơi lỏng một tí nó sẽ quay về, nó lại tiếp tục mổ bụng mọi gan anh nó ăn. Riêng bọn ba que nó là như vậy nhá, đừng có tin tưởng gì chúng nó cả. Cho nên chúng ta phải nhìn vào đó để mà sống và để mà cảnh giác. Người dân chúng ta đang sống rất chan hòa, rất yêu thương nhau này, nhưng có mọi người có tin không, nếu bọn kia nó về nhá, tôi xin khẳng định ý, là Nó sẽ ác hơn lần trước, tôi nói này. Indonesia ngày trước ấy cũng có đảng cộng sản 2 triệu đảng viên bị giết và người lãnh đạo bị dìm vào bể axit cho chết dần dần nhá. Cho nên tôi nói và cái bọn Việt Nam Cộng Hòa cũ ấy nhá, bọn 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 Ngụy quân Ngụy quyền nhá nhá, là nó đã dám mổ bụng moi gan người ăn sống nhá. Thì tôi nói thật đến bây giờ nó không thay đổi bản chất. Đúng không? Bọn ý Chính là xác. bọn man rợ nhất trên thế giới này nhá. Hitler nó cũng giết người nhưng nó chỉ giết người chứ nó không ăn. Pol Pot nó cũng giết người nhưng nó không ăn thịt người. Nhưng riêng bọn Ngụy quyền ăn rất nhiều gan người. Nói như thế đấy, cho nên là mọi người đừng đừng nghĩ rằng chúng ta bỏ chữ Ngụy đi là chúng ta rộng lòng mở lòng ra vân vân, đừng nghĩ thế. Chúng ta không nhắc đến nhưng lịch sử phải để đấy, để chúng luôn luôn nhớ rằng mở cái quyển lịch sử ra, đời cha ông chúng trước đây là Ngụy và bây giờ phải làm sao sống cho nó xứng đáng. Không phải là cái chuyện mà bỏ chữ Ngụy đi mà lại bảo là đấy là những cái dạng coi như là cái lòng chắc ẩn giả tạo và Bây cái giờ gai đấy, là mình. ở đây này tao nói cho thằng Trần Phúc biết đây này, những cái loại như chúng mày là một, hai là cái bọn dân chủ của trong nước và những cái bọn chống cộng cực đoan hiện nay mới là kẻ thù số một của chúng ta, chưa? Chứ còn Trung Quốc thì đã có nhà nước nọ, tao nói cho Trần Trung biết đấy, mày phải xem cái tư cách của mày như thế nào. Hôm nay coi như mày vào diễn đàn tao, tao nói Tao thẳng nói cho mày thật biết với đấy. chúng mày này, hiện nay tất nhiên chúng mày thì không làm được cái gì đâu nhá, ngoài cái dạng gọi là nói chửi bậy mới nói bậy, chúng mày không làm được cái gì đâu. Cho nên chúng tao không 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 bao giờ nghĩ đến chúng mày. Chúng mày phải nhớ như này này nhá. Nhưng ý tao muốn nói rằng cái loại chúng mày là cái loại mà nó không bằng loại cầm Rẻ thú. rách. Cầm thú nó còn không ăn thịt đồng loại nhá, nhưng mà loại chúng mày là loại cầm thú đấy. Thế còn Trung Quốc ấy, thì chúng mày không cần phải nhắc, chúng ta cũng hiểu nó là như thế nào, nghe chưa. Nhưng chúng tao ấy lúc nào đánh nhau là ra lúc đánh nhau, còn lúc nào làm bạn thì làm bạn. Mày phải nhớ tất cả các cha ông ngày xưa, Lê Lợi, Quang Trung oánh mạnh như thế nhá, nhưng xong một cái là đuổi chúng nó gần đến biên giới dừng lại và sau đó lại cho người mang quà cáp sang gặp nhà vua Trung Quốc nhá. Đấy mới là những người khôn. Còn cái loại đầu chúng mày đánh được ai, cộng sản nó đánh cho cái Thằng rắm thế đồ mà đất. mẹ cởi hết cả quần áo chạy mà cứ oanh ngoang, hiểu không? Nói chúng mày là cái lũ không biết xấu hổ. Tao nói thật, nếu phải nghe cựu chiến binh Trần Ngơ đi, hãy nhận mình là loại rốt nát, hãy nhận mình là loại rác, hãy nhận mình là loại ăn hại. Nếu như vậy thì chúng mày mới có thể khá lên được. Chứ còn đời chúng mày lúc nào cũng chỉ gọi nói kiểu gọi là cho nó sướng cái mồm như này mà, nhưng mà không ai người ta nghe đâu, nghe chưa. Cái gì nó phải bằng thực tế nhá. Mỹ phải quỳ xuống chân Việt Nam công nhận thua, Pháp phải quỳ xuống chân Việt Nam công nhận thua. Đấy, chúng mày làm nào được như thế đi. Trung Quốc nhá, mẹ phơi xác ở trên biên giới coi như là hồi ý, ở trên ấy bà con còn đi nhặt xương nó để nấu gọi là cao bành trướng đấy. Chúng mày nghe chưa, chúng mày đã được nghe cái từ cao bành trướng chứ bao giờ chưa hả? Cho nên là đấy, phải lược như Nhưng thế thì cái, lúc tôi ấy em nói mới với bắt anh đầu ấy, tự tất hào. cả cái bọn chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ của Trung Nước nó cứ nói là ôi Trung Quốc sang đây nó sẽ moi gan, nó lấy nội tạng để mà nó cái kia cái nọ cái kia, mẹ chúng mày vậy Tôi mà là chỉ anh hù bằng dọa với cái bà cười con, người ta tôi đã không biết nói với suy nghĩ chúng người nó rất ta nhiều biết. lần rồi nhé. Chúng mày cứ tuyên truyền rằng chúng tao làm nô lệ cho Trung Quốc, chúng tao sợ Trung Quốc. Mày chúng mày bây giờ mày cứ bảo thằng Trung Quốc nó sang đây mà bị bơ đấy, tao không đánh nó mới là lạ đấy. Nhưng nếu nó mà xúc phạm Việt Nam chứ học Bác Hồ trước mặt chúng tao, tao không đánh nó mới là lạ. Nó bị đánh rồi nhé. Mày còn nhớ báo chí Trung Quốc có phải làm ở Mỹ lên cái vụ gì một thằng khách ấy, chỉ vì cái máy bay nó chậm chuyến mà à chậm mấy tiếng mà cáu gắt ở sân bay Cam Ranh ấy, bị cái bảo vệ nó lôi vào nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nhé. Rồi một thằng ở trên biên giới bị cũng bị bộ đội biên phòng đâm đánh cho trận thương sống kêu chết. Cho nên đừng
Đừng có nghĩ người Việt Nam không đừng công hiền. Tao nói nhá, cái người miền Nam ấy, tao nói thật nó còn hơi hiền một tí. Chứ còn chúng mày hãy nhìn cái người miền Bắc, tao cũng nói có sai đâu. Cái đợt trước tao đã nói là ở trong miền Nam nhá, cái bọn Hàn Quốc nó mới sang, nó bắt công nhân phải xếp hàng để chui qua hàng đó. Nó bắt công nhân xếp hàng để nó lấy giày nó vả vào mặt mà vẫn chịu. Tao bảo nếu miền Bắc như thế nhá, thì kể cả nhất là bét thì rằng mấy hôm sau đấy bọn bảo vệ thông đồng mấy cái thằng chuyên gia Hàn Quốc đánh một cái cậu công nhân ở bên khu Bắc Ninh đấy. Đợt đi bạn có biết không, cả tất Đúng cả cái tổng công ty nó nghỉ làm, nó quay ra nó đánh rồi bọn bảo vệ mấy thằng đi bệnh viện với cả cái thằng Hàn Quốc đi bệnh viện đấy. Hay là cái thằng cờ ba que nó gần đây này nhá, ở Hà Nội định treo cờ ba que đấy, nó đánh cho thừa sống thiếu chết đúng. nhá. Trong khi Bây nó giờ nói với sợ như thằng Nguyên Nguyễn ông vâng. nọ, nó ở trong Bình Thuận đấy, chứ thằng Nguyên Nguyễn ông nhưng mà giờ ở Hà Nội thấy em nhá. Nó cái thằng Dũng luôn ở đây này, chỉ gãy hai cái răng, nhưng thằng Nguyên Nguyễn nó mới mở Hà Nội thì gãy hết cả hai hàm. Nói thật như thế, đừng có đùa chưa. Thế còn ai nữa là thì đợt đấy nói lại nốt với bà con này, nhắc lại chuyện cũ. Ông Đinh Quang Anh Thái ông ngồi ông nói chuyện với ông Ngô Nhân Dũng, hai nhân chuyên gia bình luận nổi tiếng đấy. À, Dũng thì khổ lắm, mấy ngày nó sợ anh em mình dùng từ ba que, cho nên nó dùng ba que tự ái. Nói chung là tôi chỉ Thế dùng cái thì từ ba que đối với bọn chống cộng cực đoan và bọn con dân chủ của trong nước, cứ nói ba que là bọn nó cứ dựng đứng ở cả cả người lên. Nói chung là chỉ nói ba que là cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước thì gọi tắt bọn nó là ba que cho nó dễ gọi thôi. Chứ gọi cứ dùng từ ba que nó người nó cứ dựng đứng người lên. còn bây giờ mình phải nói thế này này nhé, tức là phải nói thật thế này này, thực ra là cái người dân ở trong nước ấy, nói thật không biết bằng với mọi người thế nào, chứ tôi ấy, là tôi đã quên cái chữ Ngụy nó lâu lắm rồi đấy. Hiểu? Lâu lắm mình không nghĩ đến chữ Ngụy đâu, chính vì cái lão Cường nó vừa rồi nó làm nó nói cái câu ra đâu mình nghe đâu mình bực mình, nên mình lại quay lại mình nói, hay kể cả cái từ ba que mà cái này lâu lắm mình có dùng đến đâu, không dùng đến. Hiểu? Tại tại đầu tiên là tại chúng nó thôi anh ạ. À, chứ Tại còn chúng nó mình đó thực tế là đấy, cái, yeah. vâng, cái cuộc chiến nó qua 43 năm nay rồi, anh em mình nhắc lại làm cái gì nữa đúng không, để bây Thực giờ ra là lo làm ăn, lo phát triển đất nước. đúng rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao chúng nó không không sống được như ông Nguyễn Cao Kỳ? Ông Nguyễn Cao Kỳ là một người mà ông rất là tỉnh táo và rất khôn ngoan, đúng không? Ông nói rõ, chúng tôi cũng muốn chiến thắng. Anh em ở bên kia họ cũng muốn chiến thắng, nhưng họ giỏi hơn thì họ thắng, thì chúng tôi chấp nhận, đúng không? Họ về, ông ấy về và rõ ràng ông ấy về ông được chào đón, ông được lên đài truyền hình Việt Nam để phát biểu, đúng không? Đấy, vì vậy cho nên là tại sao các người này không sống như thế đi? Đấy, ông Nguyễn Cao Kỳ tôi nói thật, chẳng qua bây giờ ông chết rồi thì nếu không có thì tôi cũng sẽ lại mời ông về nước để thăm anh em chúng tôi. Bây Nói thật giờ là chứ em nói anh nhé, ông Nguyễn đâu Cao phải Kỳ chúng tôi này, ghét bỏ thì còn gì gì ba ông que đâu. Thực ra nếu như anh em mà biết sống tử tế, chúng tôi sẽ bắt tay anh em một nhà luôn. Đấy, chứ không phải là chúng tôi cảm thấy là chúng tôi lúc nào phải hắt hủi đâu, nhưng vì chính anh em nhé, lúc nào ấy đã văn rốt võ rát rồi thì thôi biết thân biết phận đi, đừng nói đấy nữa để cho người ta kể ra. Các cụ đã bảo là đẹp đẽ khoe ra xấu xa để lại, vì vậy các người hãy bình tĩnh nghe cựu chiến binh Trần Ngơ đi, hãy dũng cảm đứng dậy nhận lỗi, nhận là thôi chúng ta kém, chúng ta kém, như kiểu ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, nhá. Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa là lên chức phó tổng thống nhưng không phải nhỏ đâu nhá. Thế vì vậy cho nên hãy nhận biết nhận lỗi, con người ta phải biết nhận lỗi thì con người ta mới có thể khá lên được đấy. Thế vì vậy cho nói nên là chung thôi, là em xin lỗi anh Lân này, em nói với tất cả các bạn này, những cái người ví dụ tướng lĩnh cao cấp của cái chính quyền ngụy Sài Gòn người kia, dù người ta có tội ác đối với những người dân miền miền Nam và nói riêng và những người dân Việt Nam nói chung, nhưng người ta cũng có một cái đầu của người ta, ví dụ như ông Dương Văn Minh này, Nguyễn Cao Kỳ này, hoặc là hiện nay còn một ông tướng còn sống bên Mỹ nữa, ví dụ ông Ngô Quang Trưởng ấy, đúng không, người ta cũng có cái tư cách của người ta. Chứ còn bọn chống cộng cực đoan này toàn mấy thằng rẻ rách, thì mình cứ nói rẻ rách, đúng làm rồi, cuộc sống đúng ăn việc làm ở bên kia thì cũng mình không nói những người nằm neo nhé, nhưng mà mình nói bọn chúng cộng cực đoan thôi, tức là toàn nằm không. neo cặt mình tôi cỏ đã tôi đã toàn nói phá tôi vỡ đã cuộc xin lỗi sống bà cái con, tôi đã xin lỗi bà con ở bên ý từ lâu rồi, tức là chúng tôi chỉ nói những cái kẻ mà nó chống đối lại đất đúng nước rồi chống thôi, cộng thôi. chứ còn bà vâng con là nó là người nhà chúng tôi rồi, là ruột thịt rồi đấy. Bà con thấy chúng tôi cứ đón hôm nọ bác Nguyễn, bác Võ Đông Cung bác về thì chúng tôi đón còn hơn người nhà, nói thật như thế. Không phải vì cái gì cả mà vì chúng tôi quý những con người ở phía bên kia, nhưng đã biết lên nói lên những cái tiếng nói chân thật đấy đó, đúng không? Thì vì vậy cho nên là đừng nghĩ rằng chúng tôi phân biệt, không phải nhá. Chính các người làm chúng tôi buộc lòng phải nói làm như vậy đấy. Tôi đã nói từ lâu rồi, chúng tôi là tư thế của những người chiến thắng,
Vậy mà chúng tôi lúc nào sẵn sàng. Mà người Việt Nam mình thì chính ra là không thù dai mấy đâu. Tôi nói thật, cái hồi tôi nói thật với anh, cái hồi tôi còn nhỏ, bà con cứ bảo nếu mà gặp bất cứ thằng giặc Mỹ nào là phải băm sạc ra, mà đã có những trường hợp thằng giặc lái Mỹ ấy, anh biết không, nó nhảy dù xuống, xong khi dân quân không đến kịp ấy, bà con chỉ bổ còn cuốc thôi mà nó toác ra là mấy mảnh anh ạ. Đấy, vì tức là ném bom mà chết nhà người ta nó cay anh ạ. Đấy, thế nhưng đến chỉ sau có 1-20 năm mà người Mỹ sang bây giờ như ông tổng thống Mỹ, anh em ra bắt tay bắt chân Rồi hô âm hào đi, ông chờ vào. một tí, chờ lần tí mình sẽ ưu tiên âm Thôi cho thôi đúng bây giờ không? thì tôi đấy, tôi chỉ chốt lại một câu là này, Vâng. là rất muốn mời tất cả các bạn ở phía bên kia Đúng đến rồi. tâm sự anh em, tranh luận với nhau, Rồi. nhưng nó phải lịch sự nhé. Đúng rồi. Chúng tớ không bao giờ mất lịch sự với những người mà lịch sự. Mời lên tranh luận có cái gì không Vâng, hiểu. vâng. Vâng, Đấy, vâng. tôi sẵn sàng mở những cái, hoặc là lên cái kênh của anh Bằng Nghĩa này để tranh luận, tôi thoải mái nhá. Cái gì các bạn nói đúng, tôi công nhận các bạn nói đúng, chứ không phải là tôi lúc nào cũng bảo là Việt Nam là cộng sản là toàn người đúng cả. Mà đấy, nhớ đấy, kể cả những quan chức cộng sản mà tham nhũng đấy, mình nói đâu cũng có ra cái gì đâu, mình ở giữa, mình là người công minh chính đại nhá, ghép cái xấu. Thôi xin phép anh Bằng cho tôi đi Vâng, nghỉ. xin Rồi, nghỉ. cảm ơn anh. Vâng, nha. Chào bà con nhé. Rồi, an quy đâu? Ok đi, mình sẽ mời mời an quy lên. Đó, anh Trần Siêu chờ tí đi. Em sẽ mời an quy lên trước, sau anh lên sau. An quy ok đi. Rồi. À,